Hai bà cô đang mải mê tâm sự loài chim biển, bị kẻ gian giật tiền ngay tại chỗ. Hôm nay trên các diễn đàn mạng xã hội về phòng chống kẻ gian truyền tay nhau vụ việc manh động như sau. Xôn xao đoạn clip người phụ nữ bị giật tiền ban ngày, tiền đến tay rồi mà cũng bị cướp mất, tình huống mà có lẽ hai người phụ nữ không ngờ rằng lại xảy ra. Thôi nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV rồi hẳn bình luận bên dưới video nhé. Cụ thể, vụ việc xảy ra tại một con hẻm nhà dân khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, một người phụ nữ chủ nhà vừa cầm tiền đưa cho một người phụ nữ khác vừa tới. Sau khi nhận tiền, người phụ nữ nán lại, cùng nhau tâm sự mỏng, rôm rã, cười nói vui vẻ hết mức thì bất ngờ, một đối tượng nam khoác áo xe ôm, chạy xe tay ga vào. Tên này chạy qua rồi vòng lại, tỏ vẻ như đang tìm địa chỉ trong hẻm. Do mà nói chuyện không để ý, nạn nhân bị đối tượng chạy xe tới giật tiền rồi bỏ chạy nhanh như cơn gió. Hai người phụ nữ có chạy đuổi theo nhưng tất cả đã quá muộn màng. Dân mạng xem xong clip hết sức bức xúc vì tại buổi hiện nay kẻ gian quá liều lĩnh, không biết sợ là gì. Mong pháp luật cần triệt tiêu những đối tượng này trong xã hội ngày nay. Không quên trách cổ chủ cầm cọc tiền quá hớ hên, lại còn mãi mê tám chuyện lơ là hết sức, thì hỏi sao có không giữ mất từng tiền. Được biết cổ chủ đã trình báo cơ quan chức năng, nhưng trên hết là mong muốn chia sẻ clip để mọi người xem qua và lấy làm bài học phòng chống và rút kinh nghiệm. Còn bạn mà thấy sao về tình huống mải mê tám chuyện trên trời dưới đất, bị kẻ gian ra tay giật tiền này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.